ta nói mỗi lần thèm ăn vặt là phải đấu tranh tư tưởng kiểu vậy nè. Thôi thì lấy bịch xoài xé dẻo muối ớt ngồi nhai nhai cho nó đỡ mà. Mới mở ra là hơi bị thơm lắm luôn ở nhà. Cắn thử một miếng là coi bộ hơi bị dính rồi á. Cái bịch nãy đâu mà ngon dữ gì trời. Mà ăn nhiêu đây đâu có nhầm nhò gì. Phải xuống bếp kiếm chị đẹp coi có cái gì ăn no mà đỡ mập không. Thì chị đẹp hỏi có cái nồi cà ri gà béo ngậy này được không? Nghe coi bộ cũng là hợp lý á. Ta nói mỗi lần chị đẹp nấu cà ri là phải thiệt nhiều nước cốt dừa. Để lấy miếng bánh mì chấm như vậy nè ăn nó đã dễ sợ. Nói chứ phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới ăn có hai tô là phải ngừng tại cũng sợ mập lắm. Ngồi nha tiếp bịch xoài mà con mắt vô tình chạm phải cái thùng này. Gì mà nặng dữ? À thì ra là mấy cái bánh thuyền ghiền của mình. Nhỏ em đặt lần xương xương có nguyên thùng này thôi hả? Thì còn có thêm bịch xoài nữa nè quá hợp lý luôn. Rồi xong rồi chả này không có biết gì hết nha. Bữa nay còn có cái combo hai cái loại thuyền mà mình ghiền nhất nữa nè. Chắc chắn mua nhiều mua chung vậy thì giá phải rẻ hơn rồi. Đây nè mỗi lần ăn thuyền Gonus thì ghiền nhất là hai cái loại này nè. Cắn cái nào là chất lượng cái đó. Nhất là thuyền điều sữa với mắc ca này nè. Nhất là mấy hạt mắc ca cỡ đại cắn một cái là thơm béo dễ sợ. Vậy chứ cứ ăn quanh năm suốt tháng vẫn chưa biết ngán luôn á. Tại nướng bằng mật ong nên cái vị nó ngọt ngọt ăn dính dữ lắm. Để xương xương 7-8 cái mà quên còn cái bịch này cũng ghiền không kém. À nói cái bánh rong biển này càng ngày càng ngon, mỏng nhẹ mà giòn rụm, ăn vặt mà nhai nhai kiểu vậy cũng đỡ sợ mập nha.